Chào mừng quý vị đến với bản tin sáng ngày 10 tháng 5 năm 2017. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với doanh nghiệp lần thứ hai vào ngày 17 tháng 5 tới đây. Hiệp hội du lịch kiến nghị cho phép mở cửa các khu vui chơi đến 2 giờ sáng. Bảo hiểm xã hội có nguy cơ mất trắng 1.400 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề Đồng hành cùng Doanh nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Hội nghị sẽ được tổ chức theo hai hình thức gồm trực tiếp và trực tuyến. Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 đại biểu sẽ trực tiếp tham dự hội nghị, gấp 4 lần so với năm 2016. Trong đó, khối doanh nghiệp dân doanh có khoảng 1.500 đại biểu, cùng các doanh nghiệp từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đã cổ phần hóa, khu số sứ quán và các định chế tài chính lớn. Ngoài ra, lãnh đạo 63 tỉnh thành phố cũng sẽ tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến cùng các doanh nghiệp với số lượng 50 đến 100 người mỗi điểm cầu. Đại diện văn phòng chính phủ cho biết, hội nghị này sẽ đánh giá việc thực hiện nghị quyết 35, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp hiến kế, kiến nghị các bộ, ngành, địa phương trao đổi, thảo luận với doanh nghiệp để giải quyết các vấn mắc, kiến nghị. Thủ tướng chính phủ sẽ kết luận hội nghị. Sau hội nghị, thủ tướng sẽ có chỉ thị cụ thể để các cơ quan nhà nước thực hiện. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Chính phủ đối thoại với doanh nghiệp, lần đầu tiên diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước thềm hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 tới đây tại Hà Nội, Hiệp hội du lịch đã gửi các ý kiến kiến nghị đến Thủ tướng, trong đó đề xuất cho phép các địa phương được điều chỉnh quy định về thời gian hoạt động của các khu vui chơi giải trí tối thiểu là đến 2 giờ sáng. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các khu vui chơi giải trí ở các khu công cộng cũng như dịch vụ vui chơi giải trí trong cơ sở lưu trú du lịch cần được kể trói về cơ chế và được điều chỉnh thời gian mở cửa tối thiểu đến 2 giờ sáng. Theo Hiệp hội, đây là nhu cầu chính đáng của khách du lịch, đồng thời cũng là biện pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách. Hiện tại, theo quy định, các khu vui chơi giải trí chỉ được phục vụ khách đến 12 giờ đêm. Trước đó, Hà Nội đã cho phép thí điểm các nhà hàng, quán bar thuộc quận Hoàng Kiếm đua hoạt động đến 2 giờ sáng trong 3 ngày cuối tuần. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có khoảng 1.400 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội 10 năm nay mà vẫn chưa thể đòi được. Điều này khiến cho khoảng gần 194.000 người lao động không được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm của mình. Hiện nay, cả nước có khoảng 1.400 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn. Số nợ này hầu như không thể thu hồi và kéo theo gần 194.000 người lao động bị ảnh hưởng đến quyền lợi. Tình trạng nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội diễn ra ở tất cả các loại hình kinh tế, nhưng tập trung vào khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nguyên nhân chính là do tính tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động chưa cao, chưa quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Theo luật bảo hiểm xã hội và luật công đoàn, công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện ra tòa. Song theo quy định, việc khởi kiện phải do công đoàn cơ sở khởi kiện hoặc phải có giấy ủy quyền của người lao động. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc khởi kiện của tổ chức công đoàn chưa hiệu quả. Cho đến nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đã phải chuyển hơn 1.800 hồ sơ cho tổ chức công đoàn, nhưng số vụ mà tổ chức công đoàn nộp đơn khởi kiện chỉ mới dừng lại ở con số 82 hồ sơ. Trong đó có những hồ sơ bị tòa án trả lại với lý do thiếu giấy ủy quyền của người lao động hoặc giấy ủy quyền của tổ chức công đoàn cơ sở. Theo thông tin từ một số hãng hàng không, thì các hãng này sẽ bắt đầu khai thác nhà ga quốc tế của sân bay Đà Nẵng từ ngày 9 tháng 5. Đại diện của Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 9 tháng 5, tất cả các chuyến bay quốc tế đến và đi từ sân bay Đà Nẵng của hãng sẽ được chuyển từ nhà ga T1 sang nhà ga mới T2. Việc chuyển đổi này nhằm đưa các quầy làm thủ tục quốc tế của Vietnam Airlines tập trung về một điểm riêng biệt, giúp hành khách thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục, gửi hành lý và lên tàu bay. Đại diện của Jetstar Pacific cũng cho biết, từ ngày 11 tháng 5, tất cả các chuyến bay quốc tế đi và đến sân bay Đà Nẵng của hãng sẽ được chuyển sang phục vụ tại khu vực nhà ga mới T2 sân bay Đà Nẵng. Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng được khởi công xây dựng từ tháng 11 2015. Nhà ga được xây dựng trên diện tích 21.000 m2, trong đó diện tích sàn xây dựng là 48.000 m2, được thiết kế thành hai công trình cho hai khu vực đi và đến riêng biệt. Nhà ga có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra máy bay, có hai đảo xử lý hành lý đi và bốn đảo trả hành lý đến. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, nhà ga quốc tế có công suất 4 triệu hành khách một năm, đáp ứng 1.600 hành khách trên giờ cao điểm. Chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số là 113 tỷ đồng. Đây là tiền dự kiến thu được từ quảng cáo trên khoảng 2.000 chiếc xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh cho mỗi năm. Cuối tháng 4 năm 2017 vừa qua, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa duyệt đề án quảng cáo trên xe buýt cho toàn bộ hơn 2.000 chiếc xe trên địa bàn. Từ khi đưa vào thí điểm quảng cáo trên 10 tuyến xe buýt với 171 chiếc, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu về hơn 14 tỷ đồng một năm, trung bình thì mỗi xe thu được hơn 80 triệu đồng một năm. Ước tính nếu quảng cáo trên hơn 2.000 chiếc xe buýt của thành phố sẽ thu hơn 113 tỷ đồng một năm. Theo đề án thì hai bên thân xe, kể cả phần cửa và kính xe, trừ vị trí sử dụng để thông tin nhận diện xe buýt sẽ được cho thuê quảng cáo. Mặt trước, mặt sau và trên nóc xe buýt thì không được phép quảng cáo. Hợp đồng cho thuê quảng cáo tối đa là 3 năm. Số tiền thu được từ quảng cáo trên xe buýt có trợ giá sẽ nộp vào ngân sách thành phố, còn các tuyến không trợ giá, doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện sẽ được hưởng trọn vẹn sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Giao thông Vận tải là cơ quan chủ trì đề án này có trách nhiệm chỉ định một đơn vị có chức năng thuộc sở trực tiếp thực hiện đề án. Phần tiếp theo của chương trình sẽ là những thông tin về thị trường châu Á. Mỹ và Trung Quốc đối đầu trong cuộc đua đầu tư vào cảng Darwin của Australia tiền tệ quốc tế dự báo châu á dẫn đầu tăng trưởng kinh tế thế giới